Và trong phần tiếp theo của series cái máy in đa chức năng HP LaserJet RO MP M227FDN, đó là các bạn sẽ lấy giấy kẹt trên bộ nạp bản gốc cũng như là giấy kẹt ở bản sao hay là bản in của các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ đến cái phần kẹt giấy bản gốc trên bộ nạp bản gốc tự động ADF. Cái bộ này là gọi là ADF nha các bạn, Auto Document Reader, tự động nạp bản bản gốc nha các bạn. Rồi, khi mà các bạn sử dụng thì các bạn lưu ý giấy các bạn đặt lên đây thường là giấy giấy A4 hoặc giấy A5 thôi. Những cái trường hợp như là giấy hóa đơn đỏ hay là chứng minh nhân dân hay là những cái size giấy mà có kích thước nhỏ mỏng thì các bạn không nên sử dụng trên cái bộ nạp này, tại vì nó sẽ không có nạp kéo giấy được. Và một số trường hợp các bạn sử dụng giấy bấm kim thì các bạn cũng lưu ý với mình luôn. Giấy bấm kim khi các bạn tháo kim bấm ra thì nhớ làm cho cái đầu giấy nó thẳng góc ha, để các bạn khi sử dụng á nó sẽ ít kẹt giấy hơn. Một số trường hợp nữa các bạn bấm đầu kim ở góc này, thí dụ góc góc trái này ha, thì các bạn sẽ đưa cho nó ra nằm ở đầu này nha. Đầu mà xuôi thì đuôi sẽ lọt, nên các bạn đừng có quay ngược cái đầu bấm này quay vô bên trong ha, rất là dễ kẹt giấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến tình huống giả định đầu tiên. Đó là trường hợp kẹt giấy trên bộ nạp bản gốc và cách lấy giấy kẹt nha các bạn. Và đây là trường hợp kẹt giấy bộ nạp bản gốc thì trong màn hình sẽ báo đây các bạn, Remove Paper Room Document Reader. Rồi, cách để lấy giấy kẹt thì trên bộ nạp bản gốc ngay chỗ vị trí này các bạn bật cái nắp này lên. Các bạn nhớ ha, cái nắp nhựa rất là mỏng manh dễ vỡ, nó bạn bật nhẹ vừa tay thôi. Rồi, ở trên này có giấy kẹt thì các bạn sẽ lấy giấy kẹt hẳn ra bên ngoài. Các bạn thấy đây có tờ giấy ha, nó chui qua gần hết rồi, nó còn dưa vướng cái đuôi lại, thì các bạn sẽ dỡ cái nắp này lên. Rồi, ở dưới phía này các bạn thấy tờ giấy đây, thì các bạn sẽ lấy tờ giấy ra ha, kéo tờ giấy ra, sau đó bạn hạ nắp này xuống nhẹ nhàng và tiếp theo là đóng nắp lại. Rồi, bây giờ trên màn hình các bạn sẽ bấm Red OK to Clean Message. Rồi, màn hình trở lại ready bình thường. Các bạn sẽ đặt cái bản gốc lên để photo tiếp ha. Thì các bạn cũng lưu ý là cái mặt cần photo á, các bạn sẽ ngửa lên nha, cái nội dung cần photo á. Các bạn đặt lên và bấm copy tiếp thôi. Đây, các bạn thấy ha, load bản gốc. Rồi, đó là trường hợp các bạn lấy giấy kẹt trên bộ nạp bản gốc. Và bây giờ là trường hợp kẹt bản sao hay là còn kẹt bản in, bản copy ha các bạn. Và đây là trường hợp các bạn bị kẹt giấy ở bản in hay là còn bản copy ha. Rồi, trên màn hình nó cũng hiện ra luôn, Jam in output pin. Nói tóm lại là kẹt giấy ở ngay chỗ phần ngõ ra của giấy. Rồi các bạn sẽ mở cái nắp này lên ha, các bạn bật cái nắp lên và bên trong thì các bạn sẽ lấy cái ca chích mực cũng như là ca chích gum ra bên ngoài. Đây, bạn nắm ngay giữa của ca chích mực và kéo thẳng tay ra bên ngoài, tương tự như vậy ca chích gum cũng vậy, các bạn kéo thẳng ra bên ngoài. Rồi đây, các bạn thấy tờ giấy nó chạy xuống tới ngay chỗ này, tờ giấy vừa lên ha. Đây, nó lên coi như là vừa vào cụm sấy nên là tờ giấy rất là cứng. Rồi, cách lấy như sau, các bạn sẽ kéo hai bên mép của tờ giấy nha các bạn, cái này thường là nó hay bị rách lắm nên là các bạn kéo ha, nhớ nhẹ tay giùm mình. Đây, các bạn thấy mình mân xuống đây, kéo chắc tay nha các bạn, lòn tay vào như thế nào đó, tại vì mình vừa quay video mình vừa làm cho các bạn nên là hơi khó ha. Rồi đây, các bạn sẽ dùng hai cái ngón trỏ của mình á, các bạn mân tờ giấy xuống, nó vừa lên phía trên này các bạn, nó không lên tới trên này nên là các bạn bắt buộc phải kéo xuống. Và sau đó tới bước này thì các bạn chỉ kéo thẳng tờ giấy ra bên ngoài, các bạn dùng hai tay mình nắm đều hai bên cạnh tờ giấy ha, do mình quay video mình làm có một tay nha các bạn,
các bạn, hoặc các bạn nắm ngay giữa tờ giấy cũng được, nắm chặt tay và kéo thẳng tờ giấy ra bên ngoài. Rồi sau khi lấy tờ giấy ra xong rồi, các bạn sẽ lắp cái ca chích room cũng như là ca chích mực lại. Rồi cứ cầm ngay giữa hai cái rãnh hai bên, các bạn lắp vào, sau đó đóng nắp lại thì máy sẽ tiếp tục in nha các bạn. Rồi đó là trường hợp kẹt giấy vừa qua khỏi ngay chỗ cái quả đào cái giấy, và trường hợp thứ hai nữa là vừa ra khỏi cái cụm exit nha các bạn. Và đây là trường hợp giấy nó vừa ra khỏi cụm exit, nó bị vướng lại như thế này. Thì cách các bạn lấy giấy kẹt ra cũng tương tự như trường hợp đầu tiên, thì các bạn bật cái nắp lên, sau đó các bạn cũng lấy ca chích mực và ca chích gum ra bên ngoài. Các bạn cứ nắm thẳng ngay khoảng giữa của ca chích mực và gum, các bạn kéo ra bên ngoài. Rồi do tờ giấy đã lên tới phía trên này, các bạn chỉ việc bật cái cần màu xanh này nè, cái nút này nè, các bạn bật lên theo hướng phương từ ở phía dưới lên phía trên. Rồi các bạn mân tờ giấy xuống, kéo tờ giấy xuống và kéo thẳng ra bên ngoài nha. Các bạn nhớ bật cái nắp này ra ha, để cho nó hở ra, các bạn dễ lấy tờ giấy ra bên ngoài. Rồi sau khi lấy xong thì các bạn chỉ việc đây nhấn vào thôi, các bạn thấy ha, mình kéo xuống như này, đặt vào chỉ việc bật lên lại thôi, dính cứng ngắc vậy là ok nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lắp ca chích room cũng như là ca chích mực lại. Rồi sau khi đặt vào thì máy sẽ tự động in lại cái tờ kẹt lúc nãy nha các bạn. Rồi mình bấm lại phần size giấy ha, cái này do cài đặt ha. Rồi ok, bao lót đi bơ, đặt giấy vào thêm. Và một cái trường hợp cuối cùng đó là khi các bạn in hai mặt bị kẹt giấy, các bạn đã tháo ở phía trước ra và kiểm tra hết rồi mà vẫn không thấy tờ giấy kẹt, thì cái máy in này nó còn một vị trí nữa nha các bạn. Đó là vị trí phía đằng sau lưng của máy. Thì ngay chỗ bộ phận này gọi là doublet, là bộ phận đảo mặt nha các bạn. Nên khi mà in hai mặt thì bị kẹt giấy mà các bạn kiểm tra phía đằng trước máy không có tờ giấy kẹt, thì các bạn sẽ kiểm tra đằng sau lưng máy in nha các bạn. Thì chỗ này có một cái gờ đây, các bạn thấy cái biểu tượng này là biểu tượng của kẹt giấy. Thì mỗi lần kẹt giấy mà các bạn in hai mặt thì các bạn nhớ phía đằng sau này nha. Các bạn bật ra. Thì thường là khi các bạn in hai mặt mà kẹt giấy thì tờ giấy sẽ nằm ở phía đằng sau này. Thì các bạn bật ra và chỉ việc lấy tờ giấy ra bên ngoài thôi nha các bạn. Rồi sau khi lấy tờ giấy ra xong thì các bạn sẽ đóng nắp lại và máy sẽ tiếp tục in. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách lấy giấy kẹt cho cái máy in HP LaserJet Pro MFP M227FDN xong nha các bạn. Các bạn kiểm tra giấy ha. Các bạn có lưu ý ngay chỗ khai tay luôn, cái này là khai khai hai chai hai, cái chai trên này là coi gọi là khai tay, thì các bạn để được khoảng 10 tờ giấy, khai dưới này được 150 tờ, cái chỗ ra giấy thì được 100 tờ, giấy ngay chỗ bộ nạp bắn gốc thì được khoảng 35 tờ thôi nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Copier for Renship.